vẫn bị dính vào kẹp trap và đó kịp đẩy lên thì đối phương reload hai xác cho Hansia. Có người đang muốn móc lên từ khu vực stair, sẽ là một mạng ở đây dành cho Kuro luôn và ném mũ vàng. Không ai nhìn được trong sai cả. Hansia có những chip một kill rồi, Kuro đấy có thêm một và đó là Đức Ti hạ gục đi Kuro. Khó giờ mới smoke đến từ Đức Ti. Hansia đẩy ra và đó là triple kill cho Đức Ti. Bay luôn Hansia, X2O đấy có một. Hansia còn lại 63 HP và Hansia đã nằm xuống. Thì có đốc một kill từng xây nối và mèo cũng thế. Đình Lazy bỗng trông dẫn trước về mặt nhân sự đi. Góc mặt rất đẹp, sặc ơi, sặc khó một, sặc khó đôi. X2O hạ gục được một người của đối phương, X2O hạ gục thêm một người nữa. Một vết một Kuro đã biết đối phương xuống, bắt đầu là Classic với triple. Đang lao xuống, một người lao xuống, đó là mèo. Mèo hạ gục được một, mèo làm được đôi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, giải tán đám đông. Kia mèo đã dọn được nhiều đến thế này, chẳng có cách nào cho biệt phía đội Original Gaming được nữa. Kia Kuro lại móc, Kuro làm được đôi. Chưa hết nha. Akashi ở đây vẫn có thể làm được thêm một và đó là Akashi làm đôi luôn. Không, chính xác là Đức Ti mới là người làm một kill đúng hơn. Nhưng ở đây sặc cũng đã bị mèo kết liễu. Và giờ thì sao, double kill cho mèo rồi. Lại là đẩy ra bắn luôn từ Bồ Bê và Bồ Bê vẫn đang làm đất ăn cả ở đây. Wow, kill Bồ Bê. Thêm flash, bắt đầu có những tiếng kêu cứu, anh ơi cứu em với. Cứu đây không đây, Kuro không qua được mèo rồi. Bay vào với giao xích tin cho bà cũng được một. Lazy cũng chỉ có 3 người giống như đối phương thôi. Đẩy ra luôn và những con dao của Chop lại nhìn tới địa chỉ rồi chuột phải luôn. Có thể che phủ Heaven trong tình huống này. Sách sai luôn. Và cũng vậy nhưng Bồ Bê ngay lập tức bị Akashi a gục. Còn một người duy nhất ở Heaven cũng đã bị X2O lấy mạng. Liên tục là những chiếc lồng công nghệ được bật lên. Tên lửa màn được sử dụng. Ui, vẫn là một ui, mèo kịp thế nhỉ? Phản ứng rất nhanh đến từ mèo. 2v4 Original Gaming 1v4. Chop gõ một, chop không sửa được. Chiến thắng 13-9 cho Lazy. Online Esports độc quyền tổ chức, sản xuất và phát sóng giải đấu Online Valorant Series 2024 trên nền tảng livestream tương tác online.